Vâng, xin chào các bạn nhé. Các bạn thân mến, thì, theo như một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng ấy, thì mình thấy có một bạn là bạn chia sẻ một cái mạch công suất. Theo như lời bạn ấy nói thì là mạch chạy rất là êm, tiếng khá hay. Tuy nhiên thì bạn ấy vẽ cũng khá là nhì nhằng. Tuy nhiên thì mình đã coi trên mạng mà mình vẽ lại là như thế này các bạn nhé. Mình cũng vẽ cũng không được đẹp lắm, nhưng mà đại khái là nhìn là dễ hơn bạn ấy một chút các bạn ạ. Thì nhìn trên cái sơ đồ này thì chúng ta thấy rằng là nó tiền khuếch đại bằng 4558, sau đó nó đi qua khuếch đại trung gian bằng hai con đèn C2383 hoặc là A1013 hoặc là loại tương đương. Đấy. Nắn chiều âm chiều dương thì có hai con diode này, sau đó là hai con đèn công suất là chạy bằng hai con đèn tiếp 4142. Đấy. Tuy nhiên thì đây chỉ là một bản vẽ, mình cũng không biết là nó có chạy được hay không. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ ráp cái mạch này. Sau đó mình sẽ test cho các bạn xem, và nếu như mà các bạn nào mà cảm thấy nó hay và các bạn đang có nhu cầu muốn ráp và muốn tự làm cho mình một mạch công suất đấy, thì các bạn có thể làm theo cái sơ đồ như này. Nhưng mà các bạn khoan đã nhé, bởi vì để mình ráp mình test cho các bạn trước đã. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ráp. Các bạn thân mến, để tránh cái thời gian mà để cho các bạn phải coi mà mình nhấc từng con linh kiện một mình hàn rất là nhàm chán ấy, thì mình đã ráp xong cái mạch công suất rồi. Như các bạn nhìn như này thì là nó sẽ rối mắt một chút, thực sự là rất là rối mắt đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn cũng không cần lo lắng, bởi vì ngay sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn. Để chỉ cho các bạn thì mình sẽ mang cái sơ đồ vào đây nhé. Rồi, ok, các bạn hãy để ý này, đây là mạch. Đầu tiên thì mình phải nói đến là hai con tiếp 42 và tiếp 41. Thì đây các bạn này. Ở trên B của con tiếp 42 này có một con điện trở lên dông 12V. Tương đương như vậy thì ở trên B của con tiếp 41 cũng có một con điện trở lên 12V âm. Thì con điện trở này là 1K này các bạn. Đây các bạn nhìn thấy ạ. Đây nó là nâu đen đỏ đây. Và bên này cũng vậy này. Đấy. Tiếp theo thì ở giữa hai con diode này thì có một con điện trở 330Ω này. Đấy, thì các bạn thấy rằng là hai con diode này là ở đây nhé. Đấy, thì đây chính là con 330Ω này. Đấy. Cam cam nâu đúng không? Rồi ở trên B con đèn đệm. Đây. Con này là 15K xuống mát các bạn ạ. 15K lên nguồn dương, xin lỗi các bạn. Bên này cũng vậy và bên này cũng vậy. Đây các bạn nhé. Đây chính là con 15K này. Và bên này thì đây cũng vậy. Đấy. Rồi, tất cả các linh kiện trong này được lắp ráp y xì đúc luôn, không khác một tí nào ở trên cái main này. Ở trên cái bản vẽ này. Đấy. Hai con diode này các bạn dùng diode thủy tinh cũng được, diode sắt cũng được, nó là diode thông thường thôi. Con nào cũng được, miễn sao không phải là dòng đặc biệt hay là dòng nắn sung gì cả. Rồi đường ra loa có một con điện trở 22Ω cộng với lại một con tụ 104 để số mát. Thì đây chính là con 22Ω đây các bạn nhé. Đấy. Đây. 2A104 con tụ xanh, con này mua rất là rẻ tiền. Đồng vào đây. Đấy. Thực ra cái mạch này nếu như mà để vẽ thì đưa vào một cái mạch điện ấy thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, nó bé xíu luôn. Nhưng vì là ráp theo kiểu như này để cho các bạn xem thì nhìn nó hơi rối mắt một chút. Đấy. Xin chào các bạn thân mến. Thì sau khi đã đóng đấu nối xong xuôi thì đây như các bạn đã thấy gồm có một cầu diode, hai tụ lọc nguồn, một chiếc áp để điều chỉnh to nhỏ và một đầu dây. Mình đã chuẩn bị một ngõ thiết bị âm thanh output ở tại đây rồi. Đấy, còn cái nguồn này là nguồn 12V đôi.
cộng với lại biến áp và cộng với lại ổ điện đã chuẩn bị. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cấp điện trước xem có tiếng ù rè gì không nhé. Mình sẽ bắt đầu cắm điện này. Sau khi mà cắm điện thì dây chưa được kết nối. Volume này đã được vặn lên rồi thì các bạn thấy là loa là hơi có tiếng xe nhiều hóa. Thì cái này thì thực ra cũng khó mà tránh khỏi được, bởi vì là các bạn thấy là chúng ta ráp như thế này cơ mà, nó bị nhiễu cũng là chuyện bình thường. Nếu như chúng ta thiết kế vào mạch in thì nó sẽ đỡ. Rồi tiếp theo mình sẽ cho nhỏ volume lại. Đấy. Sau đó mình sẽ cắm vào cái nguồn âm thanh này. Đây các bạn nhé. Một tay quay, một tay cắm, các bạn thông cảm nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ dùng chuột để mở nhạc ở trên máy tính rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bật volume lên này. Mình sẽ cho to lên một chút nhé. Tiếng của nó là tiếng rất là sáng các bạn ạ, rất là sáng luôn. Tuy nhiên thì mình không dám cho to lâu, bởi vì các bạn thấy là hai con đèn tip 41 42 nó không được bắt tản nhiệt. Cho to lâu thì sợ nó nóng. Đấy. Để an toàn thì chúng ta phải bắt vào tấm tản nhiệt cơ. Đấy, thì nó mới mát, nó tản nhiệt nó mới mát được. Tiếp theo mình sẽ đổi một dòng nhạc khác nhé. Tiếp theo sẽ là nó nhẹ nhàng hơn một tí này. Đấy, bây giờ mình mở lên nhé. Phải nói là tiếng khá là sáng các bạn ạ. Bây giờ mình lại cho remix này. Rồi, ok. Như vậy là mạch hoạt động rất là tốt các bạn nhé. Mạch hoạt động rất là tốt, tiếng êm, sáng, khỏe. Chạy bằng đôi tiếp 4142. Đấy. Khuếch đặt đệm mình đang dùng là con C2383 và A1013. Đấy. Còn tiền khuếch đại là dùng 4558. Thì đến giờ phút này mình khẳng định với các bạn rằng là cái mạch này hoạt động rất là tốt và mình đã ráp 100% y nguyên như cái bản vẽ này. Và khẳng định rằng nếu bạn nào mà lắp chuẩn như này là khẳng định sẽ chạy 100%. Đấy, vậy thì mình sẽ làm video này để chia sẻ với các bạn. Và bạn nào có nhu cầu muốn lắp một bộ âm thanh cho riêng mình thì các bạn có thể lắp theo cái sơ đồ này. Mình khẳng định sẽ thành công. Và cảm ơn các bạn sẽ đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh chia sẻ giúp mình nhé. Đấy, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình test phát nữa.
chuyển làn điệu nhẹ nhàng hơn một chút xem. Tiếng khỏe hết luôn ạ. Rồi, ok, tạm biệt các bạn nha.